Chào MC Quyền Linh và chị Nam Thư cùng toàn Dạ. thể mọi người đang ở tại chương trình. Em tên là Hoàng Văn Hiếu, năm nay em 27 tuổi, đang làm việc và công tác tại tiểu đoàn thiết giáp 22 ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Gia đình hiện ở Bình Thuận. Hoàng Văn Hiếu, Dạ. 27 tuổi, Dạ. đang công tác tại trung đoàn thiết giáp. Tiểu đoàn thiết giáp Tiểu 22. đoàn thiết giáp ở Hóc Môn, Dạ. quê Bình Thuận. Đó là thông tin đầu tiên từ đàn trai đó đàn gái. Rồi, bây giờ xin mời bạn nữ. Xin chào quý vị khán giả, chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh. Chào em. Em tên là Hoàng Nguyễn Minh Lương. Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Lương hả? Dạ, đúng rồi ạ. Lương á anh. Lương là tới tháng đó có lương dạ, đó hả? Dạ đúng rồi anh. Lương là cái điều mà mỗi tháng ai cũng mong đúng không em? Dạ. Cái công việc cụ thể của đàn gái là làm gì nha? Dạ, em thì hiện tại đang làm tại công ty logistics về vận tải quốc tế ạ. À, vận tải quốc tế. Dạ. Mà bạn làm gì bạn? Dạ, em làm customer service ạ. Hả? Chăm sóc khách hàng hay? Chăm sóc khách hàng. À. Chăm sóc khách hàng. Dạ. Hôm nay mình chuyển qua mình chăm sóc các chú bộ đội được không? Thiếu Quý Hiếu. Dạ. Em có thể nói lên cụ thể ở cái công việc của em là gì ở trong thiết giáp? Dạ, công việc chính của em là em học bên trưởng xe M113, là em chỉ huy một kiếp xe gồm có trưởng xe, pháo thủ và lái xe ạ. Tức là chỉ huy một cái nhóm luôn. Dạ, một kiếp xe thôi ạ. Một kiếp xe. Dạ. Ở kiếp xe gồm mấy người? Dạ, ba người đó ạ. Ba người là bắn pháo. Dạ, bên em có súng súng ấy rồi, không phải pháo ạ. Bên em là tăng kiếp xe, em là xe thiết giáp, không có pháo. Thiết giáp không có súng hả? Không, không phải không có pháo mà súng về khác ạ. À, dạ, súng với pháo khác hả? Dạ. Hiếu, dạ. Em nói một xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân em nha. Dạ, điểm mạnh của em là sống tình cảm, vui vẻ, dễ gần. Và em đặc biệt rất thích nấu ăn, nấu uống. À. Và biết chơi một số môn thể thao ạ. Điểm yếu của em là tuy em ở trong quân đội được rèn luyện nhiều, nhưng mà mỗi khi mà em gặp mấy bạn nữ khác giới là người em nhút nhát, giống như là nhát gái vậy. Nhát gái đúng không? Dạ. Nhút nhát là nhút nhát với phụ nữ với người đẹp thôi. Sao? Còn trước quân thù là rất mạnh mẽ. Dạ đúng rồi. Chỉ huy thì rất là mạnh mẽ đúng không? Dạ. Nhưng mà gặp phụ nữ á, tự nhiên mình thấy yếu đuối hẳn lên. Dạ. Thích nấu ăn hả? Dạ. Vậy thì mình có phải là anh nuôi trong đơn vị của mình không? Dạ, lúc trước em cũng đã từng là anh nuôi 2 năm rồi. À, à. Giỏi quá. Lương, điểm dạ. mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em cũng biết nấu ăn. Công việc gia đình thì em là người phụ nữ của gia đình rồi. Còn điểm yếu của em là em cũng nhút nhát. Về tình yêu của mình thì như thế nào? Em trải qua một mối tình chính thức. Mối tình chính thức của em kết thúc cách đây bao lâu rồi? Dạ, cũng khoảng 4 năm. 4 năm, mà lý do tại sao chia tay? Em nghĩ là đến một cái thời điểm nào đó mình không có hòa hợp được trong suy nghĩ với lại tính cách nữa thì chia tay thôi chị. Nhưng mà chị nghĩ với một cô gái công việc ổn định, xinh đẹp, mẫu người phụ nữ của gia đình thì không lẽ không có anh nào tán mà không đổ nổi hay sao? Dạ thì cũng có, nhưng mà em cảm thấy không phù hợp chị. Vậy thì em mong muốn cái người phù hợp với em là như thế nào? Mẫu người bạn trai phù hợp là biết chia sẻ, quan tâm chăm sóc, tình cảm và chân thành. Còn về ngoại hình sao? Em cũng không mong đẹp trai mà lại như là soái ca đâu. Cũng dễ nhìn thôi chị. Cao khoảng trên 1m65. Ừ. Không hói, không hô, không móm. Tôi nghe câu này quen quen. Em có thích đẹp trai không? Có mê trai đẹp giống chị không? Thì dĩ nhiên là cái đẹp thì ai cũng mê hết đúng không chị? Nhưng mà người chồng của mình không cần phải đẹp trai lắm đâu chị. Mất công là phải giữ. Nãy giờ Hiếu nghe Lương nói như vậy, mình cảm giác mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ khoảng 70% ạ. 70% hả? Dạ. Còn Hiếu muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về ngoại hình thì dễ nhìn là được ạ. Cao khoảng 1m50 lên được, tại vì em có 1m65 mà. Nên kia yêu cầu đúng luôn, 65 trở lên. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Nói chuyện đừng quá cọc cằn, hay là khi nào bực tức hay gì nói những cái điều nó hơi thô lỗ, nó khó nghe. Gái thô lỗ anh nghĩ chắc không có đâu. Dạ. Chào anh gái. Dạ, xinh chưa? Dễ thương. Ở bên đây là một cái anh bộ đội. Nếu như mình lấy chồng là bộ đội đó thì thật sự là mình phải hy sinh một chút cá nhân của mình. Dạ. Em có đồng ý không? Thì em nghĩ là nếu mà mình đã chấp nhận lấy một người bộ đội làm chồng á, thì mình phải san sẻ cái khó khăn đó với đó. Người chồng của mình. Đúng rồi, nhưng mà ngược lại, nói đi phải nói lại, lấy chồng bộ đội á
là phải nói là rất là tốt, bởi vì đã có quân đội rèn luyện rồi, em không lo điều gì kỳ hết, tức là mình vững tin khi vợ chồng mình là bộ đội. À, được chưa? Dạ. Gia đình nhà em có ai là bộ đội hay là quân nhân gì không? Nhà em thì có bác em làm công an. À, vậy cũng giống như nhau đó. Thì nói chung là họ hàng nhà em thì cũng có người làm bộ đội. Ôi vậy tốt rồi. Em không thích điều gì nhất ở người đàn ông? Em không thích người đàn ông có tính lăng nhăng. Quân đội yên tâm. Không thể. Có chỉ huy lo. Nóng tính. Kỷ luật quân đội cũng đã rèn luyện tất cả mọi thứ nóng tới đâu thôi. Dạ. Không được vượt quá cái ranh giới đó. Dạ. Gì nữa? Thì không vũ phu. Không có luôn. Sao dám? Dạ. Trời ơi, em chỉ mét chỉ huy một cái thôi là... Đơn giản vậy thôi. Bao em luôn. Có chị Quy ngồi đây đừng lo gì chừng. Rồi vậy là yên tâm rồi ha. Dạ. Qua coi mắt đàn trai tôi, đàn trai tôi đẹp trai lắm em. Mày nha. Ở quân trường hơi đen chút thôi chứ đẹp trai. Tình trường của mình sao, kể bà mối nghe với nè. Em cũng trải qua một mối tình, hai người thật sự chưa chín chắn với lại tính chất công việc, và bạn ấy là cảm giác nào cũng muốn em được sự thoải mái để đáp ứng nhiều cái nhu cầu để đi chơi này nọ nhiều. Tức cái... là người ta yêu cầu mình dành nhiều thời gian đúng dạ, không? Dạ. Chia tay cách đây bao lâu rồi Hiếu? Dạ cũng được 1 năm rồi ạ. Cái điểm gì mà em mong muốn ở người phụ nữ? Nếu đã đến được với nhau thì sống một cách chân thành luôn ạ. Duyên thì mình gặp nhau, còn số không là cái đó là mình vì nhau, mình thứ tha là mình sẽ ở được bên nhau ạ. Nếu mà mình đã thực sự vì nhau thì mình có thể thay đổi vì nhau. Dạ. Và quan trọng nhất là mình phải nghĩ cho nhau. Dạ. À, Hiếu có một cái cặp mắt chân thành, tin cậy, yên tâm cho đàn gái bên chị là thấy được đó. Lương, em sinh năm mấy? Em sinh năm 91. Em tuổi Mùi. Mùi. Mùi, Mạng Thổ đúng không? Dạ đúng. Lô Văn Thổ. Em sinh năm mấy Hiếu? Dạ em 92 ạ. 92 là tuổi con khỉ. Dạ. Kiếm phong kim. Hợp. Mình hỏi ý kiến người thân thêm chút xíu coi sao nha. Dạ. Đàn gái đi với ai vậy ta? Dạ em đi với sếp em, với đồng nghiệp của em ạ. Dạ xin chào dạ. Sếp của đàn gái. Dạ chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh. Lương rất là hiền. Nếu như có chuyện kệ vả xảy ra thì cái chuyện mà bạn cần làm là dỗ Lương, tại vì Lương rất dễ khóc. Dạ em hiểu. Đụng là khóc, không cãi đâu, cũng không nói gì cả. Dạ giống em hả? Em cũng khóc luôn hả? Này căng. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng không có lời qua tiếng lại gì không hay cả. Tại vì hai đứa nó khóc hết trơn, đâu có lời qua tiếng lại đâu. Mình thấy hai bạn hợp nhau ở chỗ là cả hai đều thích nấu ăn. Dạ. Lương nấu ăn rất ngon. Dạ. Cho nên về phần gia đình chăm lo thì bạn cứ yên tâm. Về phần bạn bên đây thì riêng bản thân anh á, thì anh thấy được bạn có sự nghiêm túc trong cách nói chuyện cũng như là sự chân thành giống như chị Nam Thư chị nói. Anh thì anh thấy ok. Thì anh mong là hai người cũng nên cho nhau cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn. Cảm ơn anh trai. Cảm ơn. Mời đại diện đàn trai. Lời đầu tiên cho xin chào MC Quyền Linh và chị Nam Thư cùng dạ. với tất cả mọi người trong trường quay gia đình. Dạ. Xin thưa tôi là bố đẻ của Hiếu. Trước tiên tôi cũng xin cảm ơn đài truyền hình, em ekip Bạn Muốn Hẹn Hò và cán bộ tập thể lãnh đạo của lữ đoàn B26 mà đặc biệt là của tiểu đoàn Tăng Thiết Giáp 22 đã tạo điều kiện để cho con tôi và gia đình tôi được đến với chương trình Hẹn Hò. Sự hiện diện của các quý vị cũng như bạn gái Hẹn Hò với Hiếu hôm nay là một cái niềm đặc biệt vinh dự đối với gia đình chúng tôi. Từ lúc giờ đã được nghe nói và được tìm hiểu, và về cái bản thân nhận thức hiểu biết của tôi thì tôi thấy bạn gái này là một con người thực sự không còn cái gì hơn nữa. Quá tuyệt vời. Hiếu ơi, con không còn cái chỗ nào hơn nữa đâu con. Con phải cố gắng đi. Con đừng có đắn đo do dự mà bỏ nhớ lại cái thời cơ. Tôi thì cũng mong muốn, tôi thực sự cũng mong muốn giữa con và bạn gái cố gắng làm sao đến được nhau và cũng đạt được cái sự mong mỏi của mọi người ta đến với nhau hôm nay. Tôi xin hết ạ. Rồi, cảm ơn chú. Mời chỉ huy của em Hiếu. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam dạ. Thư. Trong cái công tác thì Hiếu là một người rất là hiền lành. Riêng đối với những cái điều mà em gái bên đây mà em lo thì anh dám khẳng định là sau này Hiếu không có những cái tính đó. Tại vì anh cũng đã sống với Hiếu một thời gian rất là cũng lâu rồi. Hiếu ạ, anh thấy bạn gái bên đây rất là dễ thương và rất là phù hợp với em. Thì cũng mong hai em là cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu và đến với nhau, là bản thân đơn vị cũng như là gia đình rất là mừng. Dạ, cảm ơn. Tại sao là Hiếu xúc động rơi nước mắt như thế? Dạ hôm nay
Em rất vui là và cũng rất hạnh phúc là được tham gia chương trình này. Tại vì em sống nhiều khi những người đàn ông mà rơi nước mắt á, thật sự là những người rất là tình cảm. Linh cũng như là bạn Hiếu ở đây đó, những cái gì mà mình thấy nó tình cảm như thế, giống như bố vừa nói xong là cảm động ngay. Ha, thường quá. À, bây giờ Linh nghĩ rằng những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt rất hạnh phúc trong ngày hôm nay. Biết đâu Hiếu sẽ có vợ từ chương trình này. Dạ. Bây giờ ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Hôm nay đến với chương trình này. Dạ. Đừng khóc, đừng khóc Hiếu, đừng khóc. Ôi. Rồi, em nhận nha. Em tặng anh cuốn sách. Cứ nói đi, anh nói đừng gì khóc đi. Mà. Cứ khoan đứng đó đi, Lương đứng đó đi. Dễ dạ. Thương quá. Hiếu nói gì đi Hiếu. Hôm nay đến chương trình này rất là vui, rất là hạnh phúc. Và hôm nay là có may mắn là được gặp em. Dạ. Anh cũng mong là được có một cơ hội nho nhỏ nào đó để được tìm hiểu nhau, để tiến tới một mối quan hệ nó sẽ khác hơn dần dần. Nếu mà tốt thì sẽ được tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn anh. Thôi đi Hiếu. Bây giờ thế này, để xóa tan cái bầu không khí nãy giờ đi. Mình dạ. Hát bài nào đó để tặng bạn gái đi nào. Nước mắt hết chưa? Dạ, dạ vẫn còn ạ. Em xin gửi tặng toàn thể mọi người trong trường quay đây với lại bạn gái bên kia một bài hát Nhánh Lan Rừng ạ. Về thăm thành phố, náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng, mang theo nhánh lan rừng. Có người chiến sĩ áo vương bụi đường xa, đi giữa dòng người qua phố phường đông vui. Nhánh lan rừng đã nở những cánh hoa trắng xinh, lung linh trong ánh nắng, hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh. Một bài hát rất là ý nghĩa, bài hát rất là hay của nhạc sĩ Thế Hiển. Hai em là chưa gặp nhau trong cuộc đời này, chưa bao giờ có thể cảm nhận về nhau và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp mặt trong ngày hôm nay. Vậy thì các em hãy nói lên xem cảm nhận lần đầu tiên mình gặp mặt thế nào. Lần đầu tiên anh gặp em, nhìn em hiền hậu là anh thấy thích rồi. Còn em thì lúc mà mở rào thì em thấy anh thì em thấy hai hàng nước mắt, thì em cảm thấy là anh là một người chân thành, giàu tình cảm. Có nhiều người nói con trai mà khóc thì rất là yếu đuối gì đó. Tại vì anh sống nghiêng về tình cảm lắm. Một người đồng chí chung anh, chẳng hạn như là đồng chí Thắng đây, ở chung nhiều rồi. Dạ. Vậy anh cứ khóc thoải mái. Khóc thì khóc thoải mái đi, em không có lo lắng gì cả. Có thể một tháng nữa đồng chí Thắng đi học. Là xa đồng chí Thắng? Đi học là xa nhau một thời gian, nói chung là buồn lắm. Nín đi em. Thôi nín đi ha Hiếu ha. Thấy không? Xa bạn chút xíu còn nhớ, đừng đi xa người yêu. Một cái người tình cảm này á, thật sự là rất là đáng quý luôn á. Dạ. Mình nói cái dạ. Chuyện hẹn hò với lại Lương đi cho nó quên đi. Dạ. Những giọt nước mắt đã rơi rơi trên má của chàng thiếu quý. Nếu mà Lương cho anh được cơ hội được tìm hiểu á, thì công việc anh thì chật là nhiều. Thì thứ bảy chủ nhật anh có thể xin nghỉ được ngày lên Lương đi chơi, đi dạo để mình tìm hiểu thêm. Dạ. Còn như trong tuần thì ban đêm thì cố gắng xin thủ trưởng tạo điều kiện có thể là lên chơi sớm và về sớm. Tại 9 giờ rưỡi là tới giờ ngủ nghỉ rồi. À, trong một tuần anh có 1-2 ngày dành cho em là em thấy đủ rồi. À, em nói vậy là anh thấy yên tâm, thấy rất vui. Dạ. Anh nghĩ sao về việc ở rể? Nếu mình đã lấy được vợ rồi thì bố mẹ nào cũng như bố mẹ nào. Dạ. Mình có tôn trọng bố mẹ mình hay là bố mẹ bên em thì người đó mới thương em thật lòng. Hiện tại em chỉ ở với ba em với em gái của em thôi. Mẹ em đã mất rồi. À, vì nhiều người đàn ông họ không thích ở rể. Em yên tâm, mấy vấn đề đó anh không ngại. Chỉ cần có lý do nào đó là anh sẽ cố gắng hết sức. Anh dạ. Thì tên Hiếu, em yên tâm, anh sống đúng như một chữ Hiếu. Và ba anh thì tên Thảo nữa. Thì dạ. Em nghe cái tên anh với ba anh là thấy nó tình cảm ấm áp biết bao nhiêu rồi. Dạ. Hay lắm. Đừng có lo. Khi mà có vợ rồi ở gì cũng được. Ở rể cũng được. Có vợ rồi thậm chí ở đợi cũng được.
Miễn có vợ là được, không sao hết chứ. Miễn sao là hạnh phúc được rồi, đúng không? Dạ. Nói gì một cái điều gì đó mà nãy giờ nó còn động lại trong tim mình với người đối diện đi. Em cứ yên tâm, tuy là đây là lần đầu tiên anh với em được gặp nhau. Anh thì rất nghiêm túc trong việc tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Anh sống có trách nhiệm và hiếu thảo và chân thành lắm. Em cũng nói như anh vậy đó, như là ở ngoài đời thì gặp rất là nhiều người. Thì mình đến đây gặp nhau là có duyên rồi. Mình sẽ tạo điều kiện cho nhau cơ hội. Thì nếu mà sau này tiến tới xa hơn thì đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc của em, cũng là của anh. À đúng rồi. Chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn. Kiểm tra lại con tim một lần nữa xem nó có cùng rung động hay không. Sau 3 tiếng đếm, các em hãy quyết định. Dạ. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Xin mời hai bạn. Dễ thương quá à. Nắm tay nhau đi. Dạ. Xin phép đại diện đàn trai, mình hứa gì và xin tất cả mọi người, gia đình hai bên cho mình hẹn hò với Lương bắt đầu từ bây giờ. Dạ, sếp của Lương và mọi người, người thân của Lương, em xin hứa là sống đúng trách nhiệm với người bộ đội, dành những điều gì tốt đẹp nhất dành cho Lương ạ. Rồi. Lương, em nói gì với ba mẹ của Hiếu? Dạ, chào hai bác. Còn với anh Hiếu ở đây thì đến đây là đã gặp nhau là cái duyên của tụi con rồi. Thì nếu mà có thể tiến tới xa hơn thì con hứa là sẽ vun đắp gia đình thật là tốt và chăm sóc hai bác cũng như chăm sóc bố mẹ của con vậy. Tuyệt vời. Em hạnh phúc chưa? Dạ hết rung rồi. Hết rung rồi đúng không? Dạ. Anh nãy giờ rung quá, tới chừng xong mà hết rung. Những chiếc vé xem phim. Anh... À quên. Một cái điều không thể thiếu đó là sau khi bấm nút họ hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, cho em xin phép được hôn hôn đầu tiên ạ. Cho anh được hôn em đi. Dạ. Hôn cái này là hôn con cháu đó. Đây nè. Dạ. Hôn lại nữa anh. Dạ. Lời dạ, quá rồi. Hiếu lời quá rồi. Hay quá, dễ thương. Anh nghĩ rằng khán giả truyền hình sẽ nhớ các bạn, chúc phúc cho các bạn luôn.